Thời gian đó, chúng tôi ở Vạn Phật Thánh Thành có một người trợ giảng, thường đến sớm và các buổi họp thường diễn ra ở Vô Ngôn Đường, hiện giờ là nơi lưu giữ xá lợi của Sư Phụ và Hòa Thượng Hư Vân. Vị ấy sẽ đến lớp sớm và viết một đoạn kinh văn lên bảng. Sau đó, khi chúng tôi vào lớp, vị đó phụ trách yêu cầu chúng tôi giải thích đoạn kinh văn bằng hai ngôn ngữ. Chúng tôi phải nói bằng ngôn ngữ mà mình không thông thạo trước, rồi sau đó nói lại bằng ngôn ngữ mà chúng tôi thông thạo. Và người đó là người trợ giảng, sẽ đảm bảo tất cả chúng tôi đều phát biểu phần của mình khi mọi người vào lớp. Chúng tôi biết trước đó là đoạn kinh văn nào, và chúng tôi cần phải ghi nhớ đoạn đó, để khi chúng tôi vào lớp và nói phần mình, chúng tôi không cần phải quay lại nhìn bảng để xem đoạn kinh văn nói gì, chúng tôi đã học thuộc lòng rồi. Một sáng nọ, tôi nhận được cuộc gọi từ gia đình. Sau khi trở thành nữ tu sĩ, tôi không còn gần gũi gia đình mình. Nhưng một trong những người thân đã gọi cho tôi và báo tin rằng cha tôi đã lên cơn đau tim nguy kịch. Thời gian đó, sư phụ có các thị giả trẻ tuổi hơn. Những người xuất gia trẻ tuổi hơn sẽ hầu cận ngài. Trước đây, nếu muốn tìm sư phụ, tôi chỉ cần đến gõ cửa tòa nhạc khay thì ngài sẽ cho tôi vào. Bây giờ thì phải thông qua một sư cô trẻ tuổi mới được phép vào. Tôi bảo sư cô ấy là tôi có việc khẩn cấp và muốn gặp sư phụ. Cha tôi lên cơn đau tim. Cả buổi sáng trôi qua mà sư cô ấy không đến tìm tôi. Vì vậy, tôi đến Phật đường Hỷ Xả Viện và tôi niệm danh hiệu Quán Thế Âm. Và tôi ngạc nhiên khi thấy mình quá xúc động trước việc cha tôi lên cơn đau tim. Bởi vì đã lâu rồi tôi không gặp lại gia đình mình, tôi chỉ gặp gia đình tôi có một lần, và lần đó không mấy suôn sẻ. Tôi cũng không liên lạc với họ nữa. Tôi không viết thư cho họ hay làm điều tương tự. Vì thế tôi rất ngạc nhiên trước cảm xúc sâu sắc trào dâng trong lòng mình khi nghĩ đến việc cha tôi đang hấp hối. Thế nên tôi đã chìm đắm trong cảm xúc đó và cứ niệm thầm danh hiệu Quán Thế Âm. Sau đó, sư phụ đã phái một vị sư cô đi tìm tôi. Và sư cô ấy đã chuyển lời nhắn của sư phụ rằng: "Con đang làm gì vậy? Con không định ăn uống gì sao? Con muốn chết cùng với cha con sao?" Ngài luôn đốc thúc tôi theo kiểu như vậy. Ngài... Bạn hỏi về lòng từ bi thì Ngài dùng hai phương pháp, một là pháp nhiếp thọ, và vì vậy nên Ngài mềm mỏng với một số người. Còn phương pháp kia là pháp chiếp phục, Ngài sẽ nghiêm khắc với một số người khác. Và tôi là người mà Ngài luôn luôn nghiêm khắc dạy bảo, bởi vì tôi là một người rất cứng đầu. Vì vậy, cách nói chuyện đó của Ngài, tôi phản ứng lại. Thế nên tôi nghĩ, thôi được, và hôm nay tôi sẽ đến lớp. Lúc đó là sau giờ thọ chay. Lớp đó là về kinh Đại Bát Niết Bàn, và có một đoạn kinh văn cần phải ghi nhớ thuộc lòng. Tôi đã học thuộc đoạn kinh đó và đã sẵn sàng để có thể trình bày nếu cần. Và rồi tôi bước vào lớp. Và lúc đó chúng tôi ngồi trên ghế tựa dài giống kiểu ghế trong nhà thờ Thiên Chúa, ghế trống nên tôi ngồi lên. Và Hòa Thượng đến sớm. Thường thì Ngài chỉ đến vào cuối buổi họp sau khi chúng tôi đều đã nói phần mình xong. Hôm ấy, Ngài vào lớp sớm. Tất nhiên tôi đã không nhận được trả lời gì cả từ vị sư cô, nên tôi đã không nói chuyện được với sư phụ. Thế là Ngài đi tới, và Ngài đứng ở đây, còn tôi thì ngồi ở đây. Rồi Ngài nói, quả tu, niệm danh hiệu A-di-đà Phật. Và tôi gật đầu. Nhưng lúc ấy tôi tràn đầy xúc động, đến nỗi khi tôi cúi đầu xuống thì tôi không ngẩng lên nổi, nó cứ kẹt ở đó. Và thế là Ngài đợi ở đó. Còn tôi thì nghĩ nếu mình niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật là dành cho người sắp chết. Và tôi niệm Quán Thế Âm Bồ Tát vì tôi không muốn cha tôi mất. Tôi đang nghĩ vậy, thì sư phụ nói, con cũng có thể niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế là tôi niệm. Và cha tôi đã sống thêm cho đến khoảng một tháng trước khi sư phụ viên tịch. Tôi luôn biết rõ rằng
Cha tôi đã trải qua một cơn đau tim rất nghiêm trọng, nhưng sau đó máu đã lưu chuyển vòng quanh tim ông và giúp cho ông còn sống, thay vì lưu chuyển qua các mạch máu thông thường. Vì vậy, đó là sự sống rất mong manh, nhưng ông ấy đã có sự sống. Và khoảng một tháng trước khi sư phụ viên tịch, thì cha tôi qua đời. Và tôi hiểu điều đó có nghĩa là gì. Sư phụ đã phải buông tay rất nhiều người mà Ngài đang cứu sống vào thời điểm đó. Vậy nên tôi cũng gọi Ngài là vị cứu tinh. Giống như khi mẹ tôi qua đời, sư phụ đã giúp đỡ bà rất nhiều, dù Ngài hầu như không biết bà, hay ít nhất là quý vị biết không, tôi có thể nói là bà hầu như không biết đến Ngài. Nhưng bà bị ung thư, và sư phụ đã gọi điện thoại cho bà, ngay cả trước khi mẹ tôi biết bà mắc bệnh nan y. Sư phụ đã gọi điện thoại cho mẹ tôi trước vài tuần. Trước đó họ chỉ gặp nhau một hoặc hai lần. Ngài đã gọi điện thoại cho bà, và Ngài nhờ thầy hàng quán phiên dịch. Ngài đã nói chuyện với mẹ tôi khoảng nửa tiếng đến 45 phút qua điện thoại. Và một tuần sau thì mẹ tôi nói, con biết không, sư phụ của con đã gọi điện thoại. Ngài đã gọi điện thoại cho mẹ. Bà đã rất ngạc nhiên. Ngài thật là từ bi. Ngài bảo mẹ đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Và cứ thế, Ngài tiếp tục nói, Ngài thật dịu dàng và tốt bụng. Tôi nói, vậy hả mẹ? Là sư phụ sao? Bà nói đúng rồi, bởi vì mẹ chưa bao giờ nói chuyện với Ngài mà. Ý tôi là bà chỉ gặp Ngài thoáng qua một hoặc hai lần. Đúng vậy, Ngài đã dặn dò như vậy và Ngài cứ tiếp tục nói. Sau đó, thầy hàng quán phiên dịch cho Ngài. Và họ đã nói chuyện với mẹ rất lâu. Mẹ tôi đã rất ngạc nhiên. Bà nói Ngài thật là từ bi và bà cứ nhắc mãi. Và rồi một hoặc hai tuần sau, bà phát hiện ra bà mắc bệnh nan y. Và bà không còn sống được bao lâu nữa. Và sau khi bà qua đời, bà thường hay đến trong giấc mơ của tôi. Tôi có giấc mơ mỗi tháng một lần. Mẹ tôi đến gặp tôi trong giấc mơ, và chúng tôi cùng nhau đi ăn nhà hàng. Trong giấc mơ, mẹ tôi mời tôi ăn trưa, và bà nói với tôi là mọi chuyện đều tốt đẹp. Hòa Thượng đã đến gặp mẹ lúc mẹ mất, và Ngài thật sự đã giúp mẹ. Và bà nói, mẹ thật sự rất hạnh phúc. Mẹ tôi vô cùng biết ơn Ngài. Bà nói, mẹ không ở trên thiên đàng, cũng không ở trong địa ngục. Bà nói, mọi chuyện đều tốt đẹp. Mẹ cảm thấy rất tốt đẹp. Ngài thật sự đã giúp đỡ mẹ rất nhiều. Chúng tôi cứ thế mỗi tháng một lần. Bà đưa tôi đến nhà hàng khác. Chúng tôi ăn trưa cùng nhau và hỏi han tình hình. Rồi sau vài tháng, bà dừng lại. Không có nữa. Thế là tôi đến gặp sư phụ và kể lại là tôi có những giấc mơ này. Sư phụ nói, phải, bà ấy đi đầu thai rồi. Tôi đã học được một điều. Sư phụ thường nói với tôi, Ngài chỉ quan tâm đến việc khiến mọi người thành Phật, đánh thức Phật tánh bên trong mọi người. Ngài không quan tâm đến việc gì khác. Ngài không chấp trước điều gì. Ngài không quan tâm đó là gì. Ngài chỉ dùng phương tiện thiện xảo để giúp mọi người tỉnh ngộ. Ngài không quan tâm họ là ai. Ngài không quan tâm quý vị là tu sĩ hay cư sĩ, tăng hay ni, cư sĩ nam hay cư sĩ nữ, chó hay là mèo. Ngài muốn đánh thức tất cả chúng sanh. Ngài chỉ chú tâm vào việc này. Ngài nói lý do duy nhất ta đến thế giới này là để tạo ra các vị Phật. Ta đến đây chỉ để tạo ra những vị Phật. Ta không quan tâm đến thứ gì khác. Ngài nói thế giới này với ta giống như một hố xí lớn. Ngài nói ta chỉ quan tâm đến việc mọi người thức tỉnh Phật tánh của mình. Tôi hy vọng làm tiêu trừ mọi nghiệp tội của mỗi người trong quý vị. Thậm chí nếu không thể tiêu trừ hết, thì hãy đem nghiệp tội của quý vị bố thí cho tôi. Tôi muốn những nghiệp tội đó. Hãy để nghiệp tội của tôi chất cao như núi Tu Di. Để nghiệp tội của tất cả quý vị được tiêu trừ hết thành như bình địa. Do đó, tôi đã phát một lời nguyện rất là ngu si, rằng tất cả đệ tử theo tôi xuất gia, cùng những đệ tử quy y tại gia, nếu họ chưa thành Phật, thì tôi cũng sẽ không thành Phật.
Vì vậy những người quy y với tôi, nếu họ thành con kiến thì tôi cũng đi theo làm con kiến, nếu họ làm con muỗi tôi cũng đi theo làm con muỗi, nếu họ đọa địa ngục tôi cũng đi theo đọa địa ngục cùng họ, nếu họ biến thành ngạ quỷ tôi cũng đi theo làm ngạ quỷ, nếu họ làm súc sanh tôi cũng nguyện đi theo họ đi làm súc sanh. Vì vậy tôi phát một thệ nguyện rằng sau khi tất cả họ đều thành Phật rồi thì khi đó tôi mới bằng lòng thành Phật. Nếu tôi không muốn thành Phật thì sao? Thì tôi vẫn chưa thành. Quý vị sẽ hỏi tại sao tôi lại không chịu thành Phật? Bởi vì tôi thấy vẫn còn rất nhiều người chưa thành Phật. Tôi vẫn phải đi giúp họ một tay. Vậy cho nên, chỉ cần là đệ tử quy y với tôi, cùng các đệ tử xuất gia và đệ tử tại gia sau khi đều thành Phật cả rồi, sau đó tôi vẫn phải xem tình hình thế nào rồi mới quyết định. Vì vậy, đây là những điều tôi muốn nói với quý vị ngày hôm nay. Thế nên, tôi đã nói rằng tôi thật ngu ngốc khi phát thệ nguyện này. Tuy nhiên, một kẻ ngu ngốc như tôi lại có những phương pháp ngu ngốc. Tôi bằng lòng ngu ngốc như thế. Ha ha ha,